Sevilla đã vượt qua Manchester United trong một trận cầu hấp dẫn để có mặt trong trận đấu chung kết Europa League mùa giải 2019-2020. Trong khi đó, Inter Milan đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Shakhtar Donetsk. Chiến thắng để giành ngôi vô địch là mục tiêu mà cả hai đội bóng đều muốn có được trong trận đấu đối đầu vào đêm nay. Kết thúc 90 phút thi đấu, đội bóng nào sẽ bước lên đỉnh châu Âu ở giải đấu Europa League? Sau đây, dưới góc nhìn của Mê Bóng Đá, chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích trận chung kết được chờ đợi nhất vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 22 tháng 8 năm 2020. Sevilla chơi không quá hay mỗi lần tham dự Champions League, nhưng họ là ông vua ở Europa League. Ở thế kỷ 21 nói riêng và trong suốt chiều dài lịch sử của giải đấu nói chung, không câu lạc bộ nào có thể vượt mặt được Sevilla tại đấu trường Europa League. Năm danh hiệu lần lượt vào các năm 2006, 2007 và trong đó có 3 năm liên tiếp từ năm 2014 cho đến năm 2016 là quá đủ để nói về vị thứ của Sevilla tại giải đấu được cho là sân sau của Champions League. Đáng chú ý, Sevilla chưa từng thất bại khi đã chung kết Europa League. Ở thời điểm hiện tại, Sevilla cũng đang cho thấy rằng họ không phải ngại đối đầu với bất kỳ ông lớn nào. Bằng chứng cụ thể là cuộc hành trình đến với trận đấu chung kết năm nay của Sevilla khá dễ dàng khi họ nằm ở bảng A với các đối thủ Apoel, Karabakh và Dudelen. Sevilla giành chiến thắng 5 trận, hòa 1 trận, ghi được 14 bàn thắng và để lọt lưới 3 bàn. Xuất sắc đứng đầu bảng A với 16 điểm. Tiếp đến ở vòng đấu knockout, Sevilla vượt qua Cluj với lượt bàn thắng sân khách sau 2 lượt trận hòa nhau với tỷ số 1 đều. Nhưng bản lĩnh của nhà vua Europa League thể hiện rõ ràng nhất khi thắng những đối thủ sừng sò như với AS Roma ở vòng đấu 1-8, thắng Wolverhampton với tỷ số 1-0 ở trận đấu tứ kết và ngược dòng đánh bại một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu là Manchester United với tỷ số 2-1. Sevilla cứ thế lầm lũi tiến vào trận đấu chung kết của Europa League mùa giải 2020-2021. Để nói về những thành tích ấn tượng của Sevilla ở mùa giải năm nay, không thể không nhắc tới huấn luyện viên Julen Lopetegui, người đã trải qua những tháng ngày đen tối của sự nghiệp khi bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sa thải chỉ 24 tiếng. Trước khi World Cup 2018 khai mạc, do ông đã nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Real Madrid khi vừa ra hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Đến với Real Madrid, Julen Lopetegui cũng chỉ tồn tại được 14 trận và bị sa thải do thành tích tệ hại của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Khi ở thế chồng chênh, sự nghiệp đi xuống, bất ngờ câu lạc bộ Sevilla mời ông về dẫn dắt trong tình cảnh mà đội bóng này mới tái thiết, có tới 28 cầu thủ phải rời đi dưới thời của chủ tịch Monchi, người đã trở lại làm giám đốc của câu lạc bộ Sevilla. Sự mạo hiểm với Sevilla đã giúp cho Julen Lopetegui gặt hái được thành công khi đưa câu lạc bộ Sevilla trở lại với chung kết Europa League kể từ năm 2016. Ngoài ra, vị trí top 4 ở cuối mùa giải 2020 cũng đảm bảo cho Sevilla có được một suất đá Champions League ở mùa giải tới. Dẫn dắt Sevilla, Lopetegui đã xây dựng một đội bóng có lối chơi chắc chắn, khó bị đánh bại khi thi đấu 20 trận bất bại tại giải La Liga khi giải đấu này trở lại vào ngày 12 tháng 6. Ở La Liga mùa giải 2019-2020, Sevilla bị thủng lưới 34 bàn. Chỉ thua Real Madrid và Atletico Madrid. Còn ở Europa League, bàn thắng từ chấm 11m của Bruno Fernandes dành cho câu lạc bộ Man United trong trận đấu bán kết là bàn thủng lưới duy nhất của Sevilla trong 3 trận đấu loại trực tiếp trước AS Roma, Wolverhampton và Manchester United. Sevilla thường ra sân với sơ đồ 4-3-3 và luôn chuyển bóng tập trung chủ yếu ở tuyến giữa. Họ thường sử dụng những đường chuyền nhanh và tốc độ để tạo ra sức mạnh tấn công, đồng thời sở hữu sự sáng tạo nơi tuyến giữa nhờ bộ não của Ever Banega. Cầu thủ chơi ấn tượng nhất ở mùa giải năm nay chính là Lucas Ocampos. Chỉ tính riêng ở La Liga năm nay, chân sút sinh năm 1994 người Argentina đã có riêng cho mình 14 bàn thắng trong tổng số 54 bàn của đội bóng và cả 3 đường kiến tạo. Vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền đạo lệch trái. Ngoài ra, đại diện của La Liga cũng rất thích tấn công biên, nơi bộ đôi Jesus Navas và Sergio Recolón cực giỏi ở khoản hỗ trợ tấn công. Hai pha lập công của Sevilla trước câu lạc bộ Man United tại bán kết của Europa League đều đến từ những đường truyền của hai cầu thủ này. Về cơ bản, lối chơi của Sevilla đa dạng và có bàn thắng đến từ nhiều vị trí trên sân. Huấn luyện viên Lopetegui còn ghi điểm ở những tình huống thay người hợp lý trong từng hoàn cảnh diễn biến của trận đấu để tạo nên lối chơi cầu thủ toàn diện. Trong khi đó, đại diện đến từ Italia, Inter Milan lại đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi trong đội hình có nhiều ngôi sao lớn như Romelu Lukaku, Alexis Sanchez hay Eriksen. Trong lịch sử, Nerazzurri từng có 3 lần vô địch giải đấu số 2 của châu Âu và các năm 1991, 1994 và 1998, cùng với đó là một lần về nhì vào năm 1997. Và lúc này, Inter Milan đang chuẩn bị cho trận đấu chung kết châu Âu đầu tiên sau 10 năm kể từ thời điểm mà huấn luyện viên Jose Mourinho giành Champions League vào năm 2010-2011. Inter Milan được đầu tư rất tốt vào mùa giải này. Họ đã có thể cạnh tranh được với Juventus cho chức vô địch Serie A, điều mà những năm trước họ không làm được. Mùa giải Serie A 2019-2020 khép lại, Inter Milan cán đích ở vị trí thứ hai khi chỉ ít hơn Juventus 1 điểm, cùng hàng công với ông suất ghi bàn tốt thứ hai giải đấu với 81 bàn thắng sau Atalanta, đội bóng ghi được 98 bàn.
Tuy nhiên, tại Champions League thì đây là năm thứ hai liên tiếp Inter Milan bị loại từ vòng bảng. Dù vậy, năm nay đội bóng của huấn luyện viên Antonio Conte vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi phải xuống chơi ở giải Europa League. Ở vòng 1/16, đội bóng của Conte đã vượt qua đại diện của Bulgaria là Ludogorets với tổng tỷ số 4-1. Tiếp đến ở vòng đấu 1/8, xuất sắc vượt qua câu lạc bộ Leverkusen với tỷ số 2-1, rồi nhẹ nhàng đà bại Shakhtar Donetsk với tỷ số 5-0 để giành quyền vào chơi trận chung kết. Về phần Inter Milan, Conte vẫn luôn sử dụng sơ đồ 3-5-2 quen thuộc với hai hậu vệ cánh chơi dâng cao ở vai trò wingback. Điều này có nghĩa khi cần thiết, Nedjazuri có thể chơi với đám hậu vệ để đảm bảo lợi thế. Việc có cặp wingback giúp cho câu lạc bộ Inter Milan lợi hại trong các tình huống leo biên, và đội bóng này cũng rất tích cực sử dụng các tình huống căng ngang vào vòng cấm của đối phương. Hai ngôi sao sáng nhất của Inter Milan không ai khác chính là Romelu Lukaku và Lautaro Martinez, những người đã in dấu giày vào hơn 50 pha lập công cho Inter Milan ở mùa giải này. Cụ thể, tại Serie A, Lukaku đã nổ súng 23 bàn cùng 2 đường kiến tạo. Trong khi đó, đối tác trên hàng công là Lautaro Martinez cũng đã ghi 14 bàn với 3 tình huống kiến tạo. Còn tại Europa League, Lukaku đang có 6 bàn thắng và Martinez là 2 bàn. Ở bán kết gặp Shakhtar Donetsk, bộ đôi này cũng đã bỏ túi mỗi người một cú đúp bàn thắng. Về ngôi sao của đội bóng, rõ ràng về mặt lực lượng, hai đội bóng đều có đội hình mạnh nhất cho trận đấu chung kết. Đánh giá về ngôi sao đủ tầm ảnh hưởng đến đội bóng và có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Về phía câu lạc bộ Sevilla, Lucas Ocampos tuy mới chỉ có một bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Wolverhampton ở tứ kết, giúp cho câu lạc bộ Sevilla vào đến bán kết, nhưng vai trò dẫn dắt lối chơi của Ocampos là cực kỳ quan trọng. Ngôi sao 26 tuổi người Argentina thi đấu 6 trận tại Europa League, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 77,1%. Bên phía Inter Milan, không ai khác chính là bản hợp đồng 73 triệu bảng Romelu Lukaku, người đã có được 6 bàn thắng sau 5 trận đấu tại Europa League. Lukaku chính là câu trả lời cho sức công phá của đội bóng Italia, đặc biệt là ở vòng đấu knockout. Về thành tích đối đầu, hai đội chưa từng gặp nhau tại một giải đấu cúp của châu Âu. Lần gặp nhau gần đây nhất là vào năm 2008, hai đội gặp nhau tại một trận đấu giao hữu và tỷ số khép lại hòa không đều. Inter Milan được đánh giá cao hơn so với Sevilla trong chuỗi 11 trận bất bại, thì họ đã có tới 6 chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, Sevilla cũng đang trải qua 5 trận đấu chưa biết đến mùi thất bại. Về tỷ lệ của trận đấu này, Inter Milan sẽ chấp Sevilla 1/4. Nếu theo dõi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sevilla và Man United, có thể thấy rằng hàng công của Man United đã tự sát trước Sevilla khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, điều mà câu lạc bộ Inter Milan lại làm cực tốt. Với phong độ cao của Lukaku và Martinez, nên Inter Milan nhận được sự ủng hộ từ kèo chấp này. 5 trận đấu gần nhất, Inter Milan thường xuyên chọc thủng lưới đối phương ít nhất 2 bàn. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2/1/4. Một Inter Milan lột xác dưới triều đại của huấn luyện viên Antonio Conte và luôn chơi với nhịp độ tấn công mạnh mẽ với sơ đồ 3-5-2, nhưng cũng rất hiệu quả trong khâu phòng ngự. Trong khi Sevilla lại là đội bóng không phải ưa thích tấn công, nên do đó, theo góc nhìn nhận của mê bóng đá, trận đấu này sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Và dự đoán cuối cùng của mê bóng đá ở trận đấu này là Inter Milan vượt qua Sevilla với tỷ số 1-0. Vừa rồi là những nhận định của mê bóng đá cho trận đấu chung kết Europa League ở mùa giải năm nay. Đừng quên comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới video và nhớ ấn đăng ký kênh Mê Bóng Đá để theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số tiếp theo.